Ê, mấy bà đi. Ê, bữa nay có thể làm mới cho các bạn xem đây. Đó, đang trang trại đất ruộng nha các bạn. Đồng này, đây là đồng tháp 10, đồng tháp đấy. Đầu là đầu gì đây? Đồng này đầu 2 quá. Hơi mái ngang cũng nhẹo nè các bạn. Đù, ghê chưa, cái quạt gió kìa. Bánh này ở đây là lần đầu tiên gặp luôn nha các bạn, lần đầu tiên mình quay được cái dạng bánh này luôn á. Hồi má chạy nhà ta chạy nè, má này chắc máy hai quá. Đó đó có cái trang trang đất nè, kiểu này là kiểu chinh thái, chúng ta xài nhiều lắm nè. Ở đây là tháp 10, Trường Sơn tháp 10 nha các bạn. Thấy chưa? Bánh này mới bự bùng giỏi không ta? Đấy. Mấy hai à? Ừ, mấy ba. Máy ba nha các bạn, không biết máy gì luôn. Số này mới một số gì. Cái bộ đặt nào đặt trong luôn ha. Dáng này chắc 3 mét. Chạy cũng hơi chậm nha các bạn, mà chạy quá khỏe luôn. Mấy ba đó, bự gà. Đã rồi, các nước để nhìn đã. Thôi mấy ngày đã trời. Ta này chạy cũng hơi chậm ha. Cái tràn đất đó nó có 2 cái mép hai bên kéo đất vậy lắm đó. Đây cái động cơ đây. Đèn led luôn. Ngon lành trời. Bánh chớn nhìn đã không? Đù, loại này nếu mà đặt chạy sớ cũng ngon lắm nha các bạn. 3 mái nè. Bánh này nó đặc xéo ha, cái lá đặc xéo xẹo. Nói chung cái dạng này mình cũng là đầu tiên quay được, nhưng nó không có gành như các bạn. Anh em nào có đang xài hoặc đã xài qua rồi thì chia sẻ giúp. Đặt cái gác nước, cái quạt gió vậy là thấy lạ lạ này không? Quạt này quạt điện hả ta?
Cục điện đó, dynamo ở đâu? Dynamo cục này hả? Đây là dynamo nè, bị khuất cho nên không thấy. Đây mấy bà Ti. Ti này nằm ngang với máy luôn, chứ không phải là nằm xuôi như bình thường, không phải nằm xuôi bên hông như bình thường. Ủa này cũng nằm xuôi như bên hông như bình thường, lộn. Cái chục máy này bên này mình nhớ lộn nha các bạn, thông cảm. Tại nhớ qua mấy cái đầu bốn là nó đặt xuôi không à, đặt xuôi thoải mái đó. Ô này đây nằm cặp lộ cho nên cũng dài sọc luôn, nó không chạy tuốt mi đầu dưới nữa. Nó đụng bờ rồi đó. Ở đây cũng giáp ranh Long An rồi nha các bạn. Xà lắc xà lơ luôn. Đây đó chỉ có 200m thôi. Nó vọng lên nè. Hộp số nữa, bây giờ hộp số gì? Hộp số này cũng nhỏ nè. Tài chạy hơi chậm ha, chạy này chắc chạy đất nhà quá. Họ nghe tiếng máy rồi đó. Quay mấy ô đất dây này mệt chết được. Xa ngồi chờ. Họ lũng. Vàng này nhỏ, cái đùi có chút béo. Đã rồi. Nooo.